Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta đăng ký và bấm biển số ô tô hoàn toàn là trên dịch vụ công. Thì đầu tiên để bấm được biển số thì các bạn phải vào trang của Tổng cục Thuế để nộp thuế trước bạ trước. Thì cái đường link là các bạn sẽ vào trang cá nhân.gdt.gov.vn. Chi tiết về cách nộp thuế thì mình đã có một video, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Các bạn sẽ kéo sang cái phần ở bên tay phải này và ấn vào đăng nhập. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn là đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc là đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Thì thông thường bây giờ thì ai cũng có tài khoản định danh điện tử rồi. Vì vậy thì mình sẽ chọn vào cái đăng ký bằng tài khoản định danh điện tử. Đó. Lúc này thì các bạn sẽ nhập cái số định danh và cái mật khẩu của mình vào. Lúc này thì nó sẽ có một cái mã xác thực OTP gửi về điện thoại và chúng ta sẽ điền vào để đăng nhập 415936. OK, sau khi đăng nhập vào xong thì chúng ta sẽ vào mục là lệ phí trước bạ. Đó, và chúng ta ấn vào cái mục là kê khai lệ phí trước bạ. Đó. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn các cái loại này. Ví dụ như là tài khoản, ví dụ bạn mua xe mới ấy, thì bạn sẽ chọn là chưa qua sử dụng này, lần đầu này. Với xe lắp ráp trong nước thì chúng ta ghi là lắp ráp trong nước. Còn nếu xe nhập khẩu thì chúng ta sẽ chọn vào nhập khẩu. Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta phải điền cái số series của phiếu xuất xưởng. Thì cái số series của phiếu xuất xưởng nó sẽ nằm ở cái mục này này. Để zoom cho này. Đây, cái mục mà họ khoanh màu xanh này. Thì khi mà các bạn nhận cái giấy tờ xe của bên đại lý bán cho mình ấy, thì họ sẽ phải đưa chúng ta cái phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng này và chúng ta sẽ điền cái mã này vào. Ví dụ nó là AR gì đấy hoặc là AS gì đấy. Rồi, chúng ta sẽ điền vào. Điền vào đây. Sau đó thì chúng ta tiếp tục điền cái mã xác thực CAPTCHA này vào và ấn tiếp tục. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái bước kê khai thuế. Cái bước tiếp theo khi các bạn ấn tiếp tục ấy thì nó sẽ ra một cái trang nó sẽ tự động lấy được cái thông tin của cái phiếu xuất xưởng này và nó tự động điền cho chúng ta cái nhãn hiệu ô tô này, số màu sơn này thì số khung số máy là nó cũng tự điền hết, mình không cần phải điền cái gì cả. Lúc đó thì các bạn chỉ cần kiểm tra là cái thông tin cá nhân của mình có chuẩn chưa. Ví dụ như là một số ở bên thuế đấy họ chưa cập nhật sang cái số căn cước công dân điện tử cho chúng ta mà họ lại vẫn để số chứng minh thư chẳng hạn hoặc là cái ngày cấp căn cước cũ thì các bạn sẽ sửa vào mục đấy và ấn nộp thuế. Sau khi mà ra cái tờ khai nộp thuế thì các bạn có thể vào cái trang dịch vụ công và ấn vào cái mục thanh toán online. Đấy là cách một. Cách hai là các bạn có thể tải cái ứng dụng là eTax đây này. eTax Mobile này. Cái eTax Mobile này và đăng nhập vào. Đăng nhập thì chúng ta cũng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử nhé. Đấy. Và trong này sẽ có một mục thuế và các bạn sẽ nộp thuế. Nó sẽ có một bước liên kết với ngân hàng thì các bạn nộp thuế là xong. Như vậy là chúng ta đã nộp thuế xong. Sau khi nộp thuế xong thì các bạn sẽ lại vào trang web và chúng ta sẽ vào trang dịch vụ công của Bộ Công an. Đó, chúng ta sẽ gõ chữ dịch vụ công.bộ công an là ra. Và lúc này thì chúng ta lại ấn đăng nhập bởi dịch vụ công quốc gia. Tương tự như là bước chúng ta đăng nhập vào bên thuế thôi. Lúc này thì các bạn sẽ ấn vào menu và vào cái mục thủ tục hành chính hoặc là nộp hồ sơ trực tuyến nhé. Mình sẽ ấn vào cái mục thủ tục hành chính này. Đó, và chúng ta kéo xuống bên dưới này. Đấy thì ở cái bộ thủ tục này nó sẽ có đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các bạn lưu ý chữ toàn trình nhé. Bởi vì chúng ta đang muốn là chúng ta nộp bấm biển và không cần phải đến công an cũng không cần phải mang xe đến công an. Các bạn sẽ ấn vào cái đăng ký toàn trình này.
và chúng ta ấn vào cái mục nộp hồ sơ. Đó. Đây thì chúng ta sẽ chọn vào là ô tô này. À, nếu mà các bạn có biển số đấu giá thì các bạn chọn trong mục biển số đấu giá. Còn nếu mà các bạn chưa đấu giá mà chúng ta muốn cấp biển mới hoặc chúng ta đã có biển cũ rồi thì chúng ta sẽ chọn mục này. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào cái biển số định danh đã được cấp hoặc là cấp mới. Rồi, sau đó thì chúng ta chọn vào đăng ký theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú. Như ở mình đây thì mình đăng ký theo thường trú, vì vậy mình sẽ chọn thường trú. Lúc này thì nó sẽ dựa vào cái số căn cước công dân của bạn mà nó sẽ tự tải ra tỉnh và huyện theo cái địa chỉ thường trú trên căn cước công dân của mình. Chúng ta sẽ ấn vào mục đồng ý và tiếp tục. Đến cái bước này thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải tải cái ảnh nó lên, tải cái ảnh phương tiện lên. Lưu ý là ảnh phải là đuôi JPG nhé. Mình đã thử sang đuôi PNG nhưng mà nó không nhận đâu. Đấy, và kích thước phải nhỏ hơn MA 20. Đó, thì chúng ta sẽ cần phải khi chụp ảnh mà các bạn, máy ảnh của bạn mà nó có độ phân giải cao quá thì chúng ta sẽ hạ cái độ phân giải xuống để cho nó nhỏ hơn 20 thôi. Chứ nếu mà nó nặng hơn 20 thì tải lên nó cũng không nhận. Về cái ảnh ấy thì các bạn lưu ý là ảnh phải chụp nghiêng 45 độ. Đây, tương tự như cái ảnh xe Vios này. Đây, nó sẽ tương tự như thế này. Nghiêng 45 độ để sao cho vừa nhìn thấy đầu xe này và nhìn thấy một bên hông của xe. Đấy, góc 45 độ. Sau khi tải cái ảnh của xe lên thì chúng ta sẽ nhập cái phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Nó chính là cái mã mà tương tự như vừa rồi chúng ta nhập ở bên thuế đấy. Và chúng ta nhập một cái mã hồ sơ lệ phí trước bạ, thì cũng chính là cái mã mà khi mà chúng ta khai hồ sơ thuế, họ sẽ gửi tin nhắn về chúng ta một cái mã hồ sơ lệ phí trước bạ, thì các bạn nhập vào đây. Sau đó thì chúng ta nhập cái mã xác nhận theo cái chữ bên dưới này. Đó, và chúng ấn tra cứu. Thì cái bước tra cứu này nó sẽ tự động điền hết tất cả các cái thông tin về căn cước công dân này. Số căn cước công dân của chúng ta này, họ tên này, ngày tháng năm sinh này, địa chỉ và thông tin của xe và thông tin nộp thuế có hết. Đến bước này thì chúng ta chỉ cần ấn và nút đồng ý và tiếp tục. Đó, sau đó thì thêm một cái bước nữa là tôi cam đoan là thông tin chính xác, và chúng ta ấn đồng ý và tiếp tục. Đó. Sau khi mà chúng ta xong bước này thì chúng ta sẽ nhận được một cái tin nhắn như thế này. Đây. Ông bà đã đăng ký thành công số hồ sơ. Đấy, tin nhắn của dịch vụ công Bộ Công an. Như là sáng nay mình làm thì là 8:05 mình nhận được. Sau đó thì đến cái bước bấm biển thì chúng ta sẽ quay lên cái mục mà quay lên trên cùng này, chúng ta sẽ ấn vào cái tên của chúng ta. Đó, và chúng ta ấn vào cái mục là quản lý hồ sơ đã nộp. Thì cái hồ sơ đã nộp lúc này thì nó sẽ có cái mục là chọn để bấm biển số, và chúng ta sẽ ấn vào. Ấn vào để bấm biển số. Bấm xong thì nó sẽ ra một cái đây, yêu cầu cấp biển số thành công. Đấy, hệ thống đăng ký xe đã tiếp nhận yêu cầu cấp biển số thành công. Ông bà vui lòng chờ thông báo kết quả biển số và thông tin thanh toán qua tin nhắn hoặc thư điện tử. Đó, thì khoảng là 8:10 mình yêu cầu cấp biển số thành công. Thì đến đây, đến 8:31 mình đã nhận được cái tin nhắn, tức là sau khoảng hơn 20 phút thì mình đã nhận được cái tin nhắn của dịch vụ công Bộ Công an là ra số biển này và một cái đường link để chúng ta ấn vào, chúng ta sẽ thanh toán cái lệ phí và lệ phí cấp biển. Như của mình đây là 200.000, mình sẽ click vào cái link này và nó sẽ cho chúng ta một cái mã QR code. Một cái mã QR code và chúng ta sẽ dùng cái tài khoản ngân hàng của chúng ta và chúng ta quét vào đấy là thanh toán xong. Thanh toán xong thì như vậy là chúng ta đã hoàn toàn xong các cái thủ tục về đăng ký toàn trình. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là các cái bước tiếp theo của chúng ta ấy, thì sẽ cần phải làm gì.
Thì chúng ta sẽ quay lại cái mục mục này nhé. Chúng ta sẽ nhìn đây này. Bước 1 này. Bước 1 là chúng ta sẽ đăng ký dịch vụ công toàn trình này. Chụp ảnh xe phía trước 45 độ là chúng ta đã xong rồi nhá. Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử xong rồi nhá, và chúng ta tải ảnh xong này, chọn biển số xong này. Đó. Bây giờ thì chúng ta đã làm xong bước 2 rồi. Bước 3 chúng ta cũng đã làm xong rồi, vì chúng ta đã nộp tiền phí đăng ký xe rồi. Đó. Bước 4 thì cũng xong rồi. Bây giờ là việc là còn lại là của bước 5 là cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận kiểm tra hiệu chỉnh dữ liệu lần đầu. Và sau đó thì qua cái dịch vụ bưu chính công ích mà thông thường chúng ta gọi là bưu điện ấy, thì họ sẽ gửi cái biển số và cái giấy đăng ký xe của chúng ta về, và đồng thời thì chúng ta sẽ gửi những cái giấy tờ gốc của chúng ta đến cho cơ quan công an cũng qua cái đường bưu điện đấy. Thì của mình thì hiện tại là mình mới vừa bấm xong, còn cái gửi giấy tờ và bưu điện thì họ vẫn chưa liên hệ với mình, thì dự kiến khoảng một vài ngày thì họ sẽ liên hệ, thì mình sẽ làm tiếp một cái video chia sẻ về cái việc là từ lúc đăng ký toàn trình đến lúc chúng ta nhận được biển là mất bao nhiêu ngày. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.